Đây rồi, cho các bạn mình là linh đấy. Ô, cái bản cập nhật mới có cái gì đấy anh em? Mình thấy là có cái Spear Thunder thương xét này. Ui, mình kể ra là mình đặt tên cho mấy loại vũ khí bên Trung Quốc, từ Trung Quốc đấy là vẫn ok đấy chứ. Ui giời ơi anh ơi. Ôi rồi. À, ra là mày. Ra là... ui trời. Ui. Ra là mày. Ui hơi cồng kềnh, tí rồi mấy hôm nay mình không chơi anh em ạ. Hôm qua thì thấy người mệt thế này nè. Tối qua ăn cơm cũng sớm rồi chứ, nhưng mà lại mất điện anh em ạ. Đêm qua đúng mất điện thật, mình không hề nói điêu luôn. Mình ra nói điêu anh em bao giờ đâu, mình chả bao giờ mình cố tình còn là trốn sờ chim cả. Nhưng mà hôm qua là sự cố nó đột xuất nên như thế là anh em sẽ không thấy mình hiện hồn. Và tối nay thì chắc chắn là mình sẽ nghỉ rồi anh em ơi. Vì là thôi, nay cũng là cuối tháng em ạ. Thế là nay mình sẽ gọi là nghỉ lúc ngày hôm nay. Đấy, xong ngày mai mình sẽ bắt đầu trở lại với công việc livestream nó bình thường. Ok chưa? Đấy, giờ hôm nay thì chúng ta sẽ cầm Knight và cái bản cập nhật cái thương xét này, xong rồi có mấy cái chế độ mới đúng không? Anh em nó về Việt Nam chưa nhỉ? Chết rồi. Mấy hôm nay mình cũng hơi ngáo ngáo, không biết đâu mà lần kìa. Rất cầm mình. Úi giời ơi, Pandora này. Ê, à, mình vừa cái chiến nó này anh em ạ. Pandora. Úi. Hên cả của Pandora đấy. Mình nhớ là mình cận chiến Pandora được một lần ở bên Trung Quốc. Úi giời ơi. Nhìn nó múa kìa. Thôi, bé. Cổ bán hết, mình chạy đây. hôm qua review xong con zombie mới thì thấy con Pandora nó cũng là bình thường đúng không ạ? Nó chỉ là rau dưa thôi. Gì xảy ra mày? Mình tưởng nó chết rồi cơ. Thế còn què là mình vẫn cứ đùa ảo nhỉ? Rau dưa thật đấy. Rồi. Ôi dồi ôi, mẹ cào nhanh thế. Rồi xem nào. Chúng ta sẽ có dơ một lục vô đối à? Một lục vô đối thì đúng với bạn ơi. Mẹ bạn cầm 30 củ bạn muối trong này thì chùm rồi. Rồi mẹ lại có thằng nỏ hư ấy. Lâu gì à? Nghe cái tên lâu gì để quen lắm ấy này. Tại sao Logi lại chơi mấy cái loại vũ khí nó lại rác như thế nhở? Nhớ là mấy buổi áo là Logi có như thế đâu. Sao lại bị tha hóa thế em ơi? Ôi, sao gắn hư không nên khó thế? Bây giờ làm sao ta? Ê, nó thấy mình chưa? Nó chưa thấy mình nhá. Ui giời ơi. Đúng rồi Zumi ơi, cố lên đấy bạn ơi. Cắn đi. Nó cắn rồi. Mày tập dù. Hôm nay mình đi chôn là chính thôi. Và sắp tới chắc là có vũ khí mới nghịch rồi. Thương xét thì nó sẽ rơi khoảng tầm. Ui dồi, lên em ơi, đúng rồi. Bạn ơi, cố lên bạn ơi, sao đừng im này. À. Ui, mẹ nó vừa cay chưa. Cái thương xét thì nó rơi khoảng tầm hơn 20.000 vàng em ạ. Sức súng thì mình nói chung là ban đầu thì nó ngon chứ còn về sau thì nó xì đa. Hỏng rồi anh em ơi. Thương xét này còn cái vũ khí gì nữa nhỉ? Còn cái kiếm dragon thì thấy nhá thôi, nói chung là thấy nhá hàng thôi chứ còn thời điểm về Việt Nam thì mình vẫn chưa rõ. Sắp tới đây chắc là cũng cái con ác vô về nhìn nó cũng về thôi anh em ơi. Còn ác nguyên linh thì ổn rồi, ác nguyên linh thì không lo nữa rồi. Ôi xôi, hero 1 sao à? Ôi xôi. Hero 1 sao rồi, ôi. Cả chiến hero luôn. Sao nó thoát hết rồi kìa? Ui mẹ nó. Nó có múa một trận thôi mà anh em mà căng thẳng đấy, thoát hết luôn. Ui, đền cổ bây giờ nó mất chất thật chứ. Nhìn chán vãi. Đang đông vui thì nó cầm lục nó múa, xong rồi cầm shotgun hư không thẩm du. Nghĩ nó chán. Cắn đi bạn ơi, đúng rồi. Khớp đi. Hài hước thật. Ê, có con zombie này. Qua đây bạn ơi. Rồi.
Ui, Robin nó chưa hết. Robin nó cũng chán anh em. Nó chả thèm đuổi nữa cơ. Đấy rồi. Mẹ đây. Trước khi chết nó vẫn thả cho mình bã cức. Thôi đi. Robin thoát hết rồi các bạn. Để mình kiếm thêm phòng khác là vui vui không. Phòng này ít người quá, trên nó mất vui rồi. À, chán ghê. Đang vui vẻ. Ơ, làm trận chú quỷ 2 à? Ơ, làm trận chú quỷ 2 rồi anh em ơi. Rồi. Thôi, tiện thời nay mình sẽ không cắt ghép gì cả. Mình sẽ cầm mấy loại vũ khí mà dành cho sinh viên nghèo. Đây là cái bản phiên bản mới anh em. Chúng ta sẽ có dọn sạch căn cứ trở lại. À, cái gì nhỉ? Dọn sạch căn cứ là nhìn đẹp nhỉ? Cái này có vẻ là chế độ PUBG chuyện... À, ôi dồi, Hammer Disco à? Cái này nó về Việt Nam à? Cái này là cái Hammer này nó hơi ảo cái là khi em cận chiến ý. Nó sẽ có tiếng nhạc em ạ. Nó sẽ tiếng nhạc nghe phết. Ui dồi ôi. Bạn này nó chui hết trường rồi còn đâu. Làm sao mà vào. Ui. Bạn nó ra vào đấy. Ui, nó có cái thằng đó hư kia để chịu rồi em ạ. Hammer Disco à? Tính ra là bên chú kích mình cập nhật cách nhiều đấy. Đây có nghĩa là toàn là những cái sự chọn lọc ấy, chứ không phải là vũ khí gì ở bên Trung Quốc nó ra mắt thì cũng về Việt Nam anh em ạ. Chúng ta sẽ nghĩ đến một cái gọi là tương lai là truy kích nó sẽ không bị quá là nát. Nói chung là cũng không thể tránh được việc là những loại vũ khí siêu mạnh nó về Việt Nam, chứ còn là nó đỡ thôi. Ừ thì nó đỡ. Đấy, như là vũ khí siêu giác thì bớt một chút, hoặc là nếu mà có về Việt Nam thì một cái giá khủng khiếp đi. Đấy, một cái giá khủng khiếp thì ok. Ồ, đây rồi. Sát cắt VIP. Xin viết nghèo. Để hôm nay mình sẽ cầm một set súng. Rồi, mình sẽ cầm một cái combo súng em ạ. Tức là thực ra là chú quỷ 2 nó sẽ được boost đam lên rất là nhiều. Đấy, đạn dược các thứ này anh em cũng đầy đủ luôn ấy. Cho nên là nếu mà không có những loại shotgun hư không này, những loại súng mà siêu mạnh như kiểu đồ Legend này nọ, thì anh em có thể cầm những loại này. Súng này nó vẫn là ngon nhé. Không hề yếu đâu anh em ạ. Đấy. Vị trí hàng đầu thì vẫn là dòng shotgun này, shotgun VIP. Đấy, tí nữa mình sẽ chơi một khẩu nữa anh em. Ok nha, bình tĩnh. Ô. Ui, mình tưởng có máy chém quỷ ạ. Hóng cái con máy chém quỷ về Việt Nam thế. Được rồi, cái con máy chém quỷ nó là cái loại giống cao tờ cứng luôn anh em ạ. Giống cao tờ cứng của cái gì à? Cái là mấy cái loại súng như kiểu là lục Legion này nọ ấy. Có. Ui, tôi chết rồi. Nó sẽ áp sát dễ lắm, cực kỳ là dễ luôn. Ui, không được rồi. Bắn súng phết đi chứ. Ui, ok. Đây, mình sẽ đổi sang vũ khí tiếp theo này. Ui, tôi chết rồi. Dình à. Dình này. Ui, sổ ơi, bắn súng rồi. Còn này bắn phê vãi à, nhiều đạn mà. Chết luôn. Cứu mình bạn ơi. Trong cái tình huống ngặt nghèo như này thì chúng ta cần một nụ cười thật tươi. Hoặc là lục lá gần là được. Cứu. Rồi nha. Ê, fail. Đấy, cần gì phải súng mạnh đâu anh em, súng bình thường thôi. Không cần quá nhiều. Như này là đủ rồi. Đấy, lên đây. Ok nha, bình tĩnh. Máy quá không có thằng nào biết bắn đi đây ạ. Bảy kill rồi. Hả? Súng này thì gọi là tầm giá tầm sinh viên thôi anh em ạ. Không có gì được quá là kinh khủng khiếp cả. Mà bắn chú kỳ 2 rất là sướng. Tuy là không cần chiến thì hơi khó thật. Cần chiến là cái gì đó nó áp lực. Ôi thôi. Máy quá mình đứng vào giữa không? Thì được dính cước à. Thôi chết rồi, mẹ nó dính cổ cức. Cay chưa? Mày hồi sinh à. Này thì chạy đi đâu được. Má ơi. Làm sao mà cao hết được. Trên nó hiệp anh em. Ê. Tha. Vào đây là. Úi dồi, mẹ chạy nhanh quá. Ui. Katana. Ây da. Thì điếu đâu. Vãi cả cực.